10 bí quyết tổ chức sự kiện thành công. Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có thể ảnh hưởng, quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc như sau. 1. Tổ chức sự kiện là kết hợp giữa bán hàng và hoạt động tiếp thị. 2. Tổ chức sự kiện phải là một thành phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị hỗn hợp. 3. Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. 4. Đặt mục tiêu cụ thể. 5. Tổ chức sự kiện không phải là một công cụ tiếp thị đa năng. 6. Với một chương trình tiếp thị kéo dài nhiều tháng liền, sự kiện thương mại chỉ cần diễn ra trong một vài ngày. 7. Quảng bá sự kiện. 8. Thiết lập và theo sát các mối liên hệ. 9. Nhân lực là yếu tố quan trọng. 10. Sự kiện thương mại phải phục vụ cho mục tiêu kinh doanh.